Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng của tác giả Vĩ Ngư. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 56. Súng Tiểu Liên đã đưa cho Hàn Quân nên trong tay Trần Phúc chỉ còn lại một khẩu súng ngắn. Gã lăn đạn, trong lòng thầm may mắn, may mà Hàn Quán đã bắn hết băng đạn chứ nếu khẩu súng Tiểu Liên ấy rơi vào tay đối phương để rồi bắn ngược lại thì đúng là gà ăn đù. Tới gắn cửa, Trần Phúc lại gọi, hoàn quản. Vẫn không có ai đáp lại. Trần Phúc quyết tâm lao vào cửa, họng súng dơ lên để có thể bóp cò bất cứ lúc nào. Cảnh tượng bên trong cánh cửa khiến ra đầu gà lạnh căm, vừa ngạc nhiên vừa thấy kỳ lạ. Trong phòng rất bừa bộn với những thiết bị thường thấy của một trạm bơm, chiếc máy bơm đã mục nát, ông nước tích đấy cho bụi và những vụn gạch rơi trên mặt đất, ấy là những mảnh vỡ của bức tường bị đạn bắn thùng trên khoảnh đất trồng có một vũng máu. Nơi góc tường có một chiếc giếng, đối với những chạm bơm không được sử dụng nữa, người ta thường khóa cửa bên ngoài hoặc che kín miệng giếng để tránh trẻ con hoặc da cầm rơi vào giếng bên cạnh giếng có một tấm ván gỗ, hiển nhiên trước đó nó được dùng để che miệng giếng. Nhưng này tấm ván đã bị rời sang bên, phần lớn cơ thể hàn quản lọt dưới giếng, chỉ có từ vai trở lên là ở bên ngoài. Anh ta cúi thấp đầu, hai cánh tay sải rộng bên thành giếng hệt như nàng Masadako sắp sửa bỏ ra ngoài trong bộ phim kinh điển The Ring. Trừ những thứ đó ra, gà không thấy được ai nữa. Trần Phúc chửi thầm trong bụng, chạm bơm này không có chỗ lấp, phía trên cao có một ô cửa sổ nhỏ nhưng trước đó gã không thấy ai ra ngoài nên chắc chắn cô gái kia đang trốn ở dưới giếng. Gà cẩn thận bước lại gần, bởi suy cho cùng vẫn rất lo lắng cho hàn quản, chủ hàn. Chú Hàn kêu tiếng xem. Thân là củ đất, gã rất tự tin rằng có bị thương nặng đi nữa cũng không chết được, vẫn có thể rên gì mấy tiếng. Quả nhiên, người hàn quản như khè cử động, cổ họng phát ra một tiếng kêu nhỏ mà quái gì. Mẹ nó, sắp chết thật dối, Trần Phúc bước lại gần, ngửa người ra phía sau rồng thời liếc xuống giếng, không thấy gì cả, miệng giếng của chạm bơm tương đối nhỏ, ánh sáng lúc này đã yếu đi mà đây lại còn ở trong phòng nên chẳng thể nhìn được muốn nã hai phát đạn xuống giếng nhưng lại sợ bắn trúng hàn quán. Trần Phúc đếm thầm một, hai, ba trong bụng, hét lên rồi bất chợt túm lấy phần gáy và cổ áo của hàn quán kéo mạnh ra ngoài, đồng thời chĩa họng súng vào trong giếng, bắn liên thanh. Cú đất vốn đã khóe, Trần Phúc lại là một kẻ vạm vỡ nên việc sách một người hơn năm chục cân là chuyện nhỏ. Thế nhưng lần này gã lại cảm thấy sức nặng trên tay hơi lạ. Không kịp nữa rồi ngay khoảnh khắc gã kéo hàn quân ra, một bóng người nhảy ra từ bên dưới hàn quản. Còn chưa nhìn rõ mặt mũi người đó, Trần Phúc đã thấy một luồng sáng lạnh thấu xương lao tới cổ minh. Trần Phúc biết không ổn vội vàng ném hàn quán ra, đồng thời chữa họng súng về phía ấy. Nhưng còn chưa kịp bóp, cô đã cảm thấy lòng bàn tay lạnh như bị gió thổi qua, ngay sau đó nữa bàn tay của gã, khẩu súng và cả mấy ngón tay cầm súng đều bay ra ngoài rơi cạch ở bên miệng giếng rồi rơi thẳng vào trong giếng ngã hôm đất nhiếp cửu la than thầm cô vẫn luôn bám vào người hàn quán mượn sức của anh ta nên khi trần phúc buông tay cô cũng rơi xuống và nhát dao đầu cũng mất đi độ chính xác có thể xử lý trần phúc trong vài giây đã vụt mất cải cơ hội cô có kinh nghiệm là một khi đành lên thất bại không thể hạ gục đối phương trong một nhát dao thì cuộc chiến sau đó sẽ khó khăn vô cùng vốn dĩ trần phúc đã là một con chó hung hàn nay càng trở thành chó dại điên cuồng. Mí mắt Trần Phúc giật mài, gã nhìn về miệng giếng với ánh mắt khó có thể tin nổi, súng và nửa bàn tay đã rơi xuống rồi, chỉ còn hai ngón tay rơi ở bên cạnh giếng. Tay, mình mất rồi. Cơn đau tới chậm khiến Trần Phúc ôm lấy bàn tay phải còn một nửa trong gương mặt vặn vẹo. Gã gào lên đau đớn, đập đầu vào tương rồi cọ mạnh một cách điên cuồng để rồi khi ngừng đầu lên trần đã be bé bét máu có mấy vết máu chảy xuống xẻ nhỏ gương mặt thành những mảnh hung ác. Đây là tính cuồng trỗi dậy do bị kích thích. Nhiếp cứu la cần răng đứng dậy, siết chặt đai áo khoác. Bình thường cô không thất đai áo để trông đẹp hơn nhưng nay thì không được. Thắt chặt một chút cũng có thể coi là đã băng bỏ vết thương. Không thể nhìn xuống, chỉ cần không nhìn thấy cô sẽ có thể coi như mình không đau. Hai chân khẽ run, cảm giác đau đớn dần mờ đi thế nhưng cô đã nghe được cả tiếng máu nhỏ ở bên chân cô dám chắc chỉ cần hàm răng không cần chặt môi cô sẽ ngã ngay xuống đất ngừng cân kẻ địch đang ở ngay trước mặt ngừng là sẽ chết thế nên không thể cô không thể chết được tám tuổi cô đã trao đổi với tường bách xuyên để có một cuộc sống hạnh phúc bao nhiêu năm vất vả cô mới xây dựng được quy mô như ngày nay còn có khả năng leo cao hơn nữa anh thái từng bảo cô có thể mở triển lãm rồi cô không thể để tên này chôn vùi cuộc sống của mình. Ai chôn vùi cô, cô sẽ chôn vùi ngược lại hôm nay hoặc là cô sống sót, hoặc là cả hai cùng chết, nhưng có thể nào gã cũng không thể sống sót rời khói đây được. Khóe mắt Trần Phúc như muốn nứt ra chú Hàn. Gã nhìn thấy vết dao nơi cổ họng Hàn quán rồi nhưng không lo lắng lắm. Đó đúng là vết thương nặng nhưng dưỡng thương một hai tháng là sẽ khói thôi. Gã ngẩng đầu nhìn nhấp cửu la, mày là ai? Nhiếp cửu la không trả lời. Hiện nay mỗi một chút sức lực đều là vật báu. Cô không dư hơi để nói chuyện. Trần Phúc chợt hiểu ra, mày là, người của đội trùng khan à? Hiện tại làm gì còn đội trùng khan nữa? Tất cả đều là truyền thuyết rồi. Lòng bàn tay nhiếp cứu la đỡ lấy chuôi dao. Có thể là do mất máu quá nhiều. Đầu óc cô cứ ong lên, hai mắt cũng đen kịt đi. Bây giờ phải đánh chính diện. Trần Phúc cao hơn cô, khó có thể tấn công sọ não nên cô chỉ có thể đánh gây xương cột sống rồi vòng ra phía sau. Thấy nhấp cửu la không nói gì, Trần Phúc mất kiên nhẫn, hét lên rồi giơ tay qua lấy cây xà beng dựng ở bên tường mà quên mất tay phải mình đã cụt nên chẳng nắm lấy được. Nhân cơ hội ấy, nhấp cửu la lao thẳng về phía eo Trần Phúc, một tay ôm lấy eo gã mượn sức chống đỡ cơ thể, tay còn lại rút dao gam ra. Trần Phúc cũng không phải kẻ dễ chơi biết tình hình không ổn, gã thỏ tay xuống tóm lấy hai bên hông nhiếp cửu la, ném cả người cô vào bức tường đối diện. Hai mắt nhiếp cửu la tối sầm lại, cô cảm thấy người mình bỗng bay lên không trung rồi đập vào tường, sau đó ngã xuống. Củ đập ấy khiến cô đau đến mức phải hít hà, hai con mắt toàn sao và màu đỏ, mái tóc được buộc gọn trước đó cũng xõa ra. Trong lúc mơ hồ, cô trông thấy Trần Phúc cắm một đoạn ống nước trong tay trái, nện thẳng xuống dầu cô. Ông nước đa phân được làm từ thép hợp kim, nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết nó nặng thế nào. Đầu nhếp cửu la nghiêng sang bên theo phản xạ, ống nước sượt qua tai cô, đập thẳng xuống đất làm lòm cả một mảng xi mặn, cũng khiến tai cô ong hết cả. Một nhát không trúng, Trần Phúc lại bối thêm nhát nữa. Nếu cô bị đập chết thì lúc chết quá sâu xí, nhiếp cứu la dùng hết sức mình xoay người tránh đi cải xoay người ấy làm eo cô đau đớn như vừa rơi hết ruột gan trong cơ thể thế nhưng ống nước đập xuống kéo theo một phần lớn tóc cô vào chỗ lõm khiến cô không thể xoay hẳn người đi nếu đã không xoay đi được thì mình xoay trở về nhấp cửu la quay ngay lại đâm thẳng con dao vào mùi chân phải của trần phúc cho đến khi chạm đáy thấy chân mình đau nhức trần phúc vội lùi lại trong tình huống bình thường dao cầm xuyên xuống đất chẳng khác nào đóng đinh vào chân con người ta sẽ không lùi lại được, nhưng vấn đề là con dao của nhiếp cửu la quá bén, chân phúc vừa lùi lại lưỡi dao đã rời khói mùi dày. Đờ người ra một lúc gà mới ngà ngồi xuống đất, ôm chân hết thảm thiết. Máu tươi trào ra từ đế giày, từng giọt từng giọt vương vãi trên mặt đất. Nhếp cửu la ngửa mặt cười ha ha nhưng cười vài tiếng cô đã dừng lại, cô hết sức rồi. Chạm bơm này không có mái chỉ có xà nhà trụi lùi, rất xấu, rất thô sơ những lúc rảnh rỗi, nhấp cửu la từng mường tượng về cảnh mình chết đi. Dưới tình huống bình thường cô sẽ sống tới hơn 100 tuổi, ra đi lặng lẽ trong giấc ngủ, không bệnh tật, không đau đớn. Lúc đi cô sẽ nắm trong biệt thự sang trọng ở biến hoặc vùng núi, dưới ánh mặt trời tươi sáng, bầu trời xanh thẳm và hoa tươi đua nở ở xung quanh. Không ngờ cuối cùng lại chết ở đây. Cô nhắm mắt lại, một dòng nước mắt rất nhạt chảy ra từ khóe mắt pha loãng những vết máu trên mặt. Có cái bóng đen lắc lư, đó là Trần Phúc kéo lê bàn chân bị thương lại chỗ cô. Gã bước rất chậm, một chân kéo lê phía sau để lại những vết chân đầy máu. Nhưng điều ấy không ngăn cản được việc gà bước tới bên cô, giơ chân dẫm lên một cánh tay của cô. Nhếp cửu la ngừng đầu nhìn, cô đã không nhìn rõ nữa rồi, trong tầm mắt chỉ có một bóng hình màu máu khổng lồ khiến người ta buồn nôn. Trần Phúc cúi người, thở hồn hiền túm lấy cánh tay cô bằng tay trái, con đi này. Nói rồi gã bẻ thật mạnh. Rắc, người nhiếp cứu la ươn lên, tiếng rắc này quả thật đã bẻ cả một nửa hồn cô ra khói cơ thể. Cơn đau bất chợt khiến hệ thống thần kinh đã đình công của cô hoạt động trở lại. Cô hét ầm lên, lên gối vào giữa dùng quần trần phúc. Sau cú lên gối ấy, có lẽ chỗ đó của gã không vỡ cũng đi đời nhưng mà năng lực chữa lành của củ đất quá mạnh mẽ, chỉ có thể khiến gã hỏng mất hai, ba tháng. Nhếp cửu la ngã nằm trên đất, mùi không còn thở nổi nữa, chỉ có thể hà miệng thật to. Dường như Trần Phúc đã đau tới mức bỏ lồn ngốn và đập phá điên cuống ở bên nhưng cô chẳng để ý nữa. Cô quá mệt mỏi dối. Nhếp cửu la nhằm dần mắt lại. Thế nhưng chẳng ngủ yên được bao lâu cô lại bị đánh thức vì cơ thể đông đưa và cơn đau trên da đầu nhiếp cửu la mở hé đôi mắt nhìn thấy xà nhà xoay trái xoay phải như đang động đất không phải động đặt đó là trần phúc túm tóc cô kéo đi mấy trăm nghìn sợi tóc cầm sâu vào da đầu lại kéo cả cơ thể nặng nề của cô đi trần phúc kéo cô tới miệng giếng cười ha ha rồi nhét cả người cô vào trong giếng gà thì thầm bên tai cô mày cứ ngâm ở dưới đấy cho đến khi chết ngâm cho nát bét chết thối ở trong đấy giếng bơm bình thường đều sâu hơn 40 mét. Chiếc giếng này cũng vậy, rất sâu, miệng giếng lại hẹp nên càng có vẻ chật trội hơn. Lúc chuyển tấm ván gỗ đi cô đã nhóm thủ, dưới đáy giếng là mặt nước tối om với một thứ mùi mốc meo do bỏ không đã lâu. Nhếp cửu la gần như bị gấp người lại, nhét vào trong giếng. Điều đáng lấy là may là đấu cô hướng lên trên, cơ thể ma sát với vách giếng khiến cô không rơi xuống ngay nhưng cũng không bám lại được người cô trượt từng đoạn xuống chiếc giếng đen thui như một miếng vải rách bán thiểu dính đáy máu sắp sửa chôn chung với chiếc giếng mốc meo này. Ngón tay cô bám vào thành giếng nhưng chẳng được, chỉ có thể trơ mắt nhìn gương mặt xấu xí của Trần Phúc dần cách xa. Cảm thấy cô trượt xuống chưa đủ nhanh, Trần Phúc thở hổn hển lần mò chiếc máy bơm lắp bên giếng. Máy bơm nặng hơn nhiều so với ống nước, gà lại bị thương nặng, không thể nhấc nổi bằng một tay nên đã dùng cả tới chiếc tay cụt gã giơ máy bơm lên nhiếp cửu la cảm thấy mình nên nhắm mắt nhưng cô lại không nhắm mà cứ mở to mắt nhìn chưa đến khoảnh khắc vỡ sỏ ngừng thở cô sẽ không từ bỏ tiếp đó cô nhìn thấy cả trần phúc và chiếc máy bơm kia bị thứ gì đó đẩy ra để lại cho cô miệng giếng thường ngày bị che lấp hôm nay có thể thấy được ảnh mặt trời cô nghe được tiếng máy bơm rơi huỳnh xuống đất nghe được tiếng đánh nhau cuối cùng tất cả mọi thứ lắng lại ngay sau đó bất chợt trên miệng giếng có một bóng người xuất hiện. Cô trông thấy viêm thác dướn người xuống, giơ tay kéo cô, cô nhiếp. Anh không kéo được cô, mà cô đã hết sức, lại trượt xuống nữa rồi. Mắt nhiếp cửu la nhầm lại, mi trên mí dưới như những cánh bướm bị vùi dập trong cơn mưa rào, không thể mở ra nữa. Trong lúc mơ màng, cô nghĩ anh ta tới nhanh thật đấy chắc hẳn trước khi nhận được tin nhắn bãi cô lau anh ta đã quay đầu xe lại rồi nhếp cửu la muốn chút hơi thở cuối cùng cô cảm thấy mọi đớn đau kết thúc rồi cuối cùng cũng được nghỉ ngơi nhưng vẫn không được người cô như rơi vào một cái tổ màu đen cả đất trời đều rung lắc cơ thể lúc cao lúc thấp cơn đau dài rác khắp mọi nơi rồi cô bỗng nghe viêm thác gọi cô nhiếp cô nhiếp nhếp cửu la vô thức đáp lại ha giọng cô rất nhỏ, không khác tiếng rên là bao. Cô cảm thấy mình nằm ở trong lòng viêm thác, rất ấm áp. Dưới áo khoác, anh chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi mông, mặt cô dựa cả vào đó. Đây là áo mới hoặc vừa giặt xong nên có một mùi vải nhẹ nhàng. Qua lớp vải ấy cô cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và cả nhịp tim của viêm thác. Không cần biết là nhiệt độ cơ thể hay nhịp tim, nó đều toát lên sức sống mãnh liệt, mãnh liệt tới mức cô phải ghen tị. Viêm thắc củi đâu, nói khẽ, cô nhiếp, mạng của cô nằm trong tay cô. Bây giờ tôi không giúp được cô, cũng không có ai giúp được. Cô phải có chịu đựng nửa tiếng nữa, sau nửa tiếng nữa cô sẽ không sao hết. Có nghe thấy không, nửa tiếng, nửa tiếng, nửa tiếng là cái gì? Ý thức của nhiếp cửu la lại tan ra thành vô số mảnh nhỏ. Mỗi mảnh đều mọc cảnh bay đi, mà trong đám ý thức bay loạn ấy, giọng nói của viêm thác cứ văng vẳng bên tai. Nửa tiếng, cố chịu nửa tiếng nữa. Bình thường Lữ Hiện không hay chơi với bọn A Bằng nhưng có lẽ là đêm hôm trước có công trong việc cứu Điền Tường nên chiều. A Bằng đã qua hỏi anh ta có muốn đi mát xa tinh dầu cùng không, còn nhấn mạnh là mát xa thật chứ không phải dịch vụ tình dục đội lốt. Thân là người làm nghề y, Lữ Hiện hiểu rõ điểm tốt của mát xa, xoa bóp nên cũng rất muốn đi. Sau khi dặn dò điền tường xong, anh ta vui vẻ đi ra đợi thang máy cùng cả bọn. Thang máy lên đến tầng 3 thì kêu tình rồi hai cảnh của của thang máy mở ra hai bên. Thang máy không hế trông rỗng mà có một người đứng ở trong viêm thác. Trong tay anh còn kéo theo một chiếc vali hành lý. chương 57, Lữ hiện sửng sốt, cậu đi rồi cơ mà, sao lại quay về? Viêm thác bước ra khói thang máy, hỏi ngược lại anh ta, đi đâu đấy? Đông người thêm phân náo nhiệt, Lữ Hiện mời, đi mát xa. Cậu đi chung cho vui không? A à, bằng thanh toán. Cửa thang máy lại đóng lại nhưng vì tòa nhà này không có người ở nên có đóng thang máy cũng vẫn dừng ở tầng 3. A à, bằng bấm nút mở cửa, cười bảo, xếp lớn ở đây em nào dám thanh toán. Mọi người cười ở lên. Viêm thác lạnh mặt túm lấy tay Lữ Hiện, nói với A à bằng, các cậu đi đi, tôi có việc cần tỉnh số với cậu ta. Lữ Hiền còn ngơ ngác đã bị anh kéo mạnh vào nhà, bước chân lào đảo, miệng thì lắp bắp, ó, ơ, làm gì vậy? Thấy viêm thắc kéo Lữ Hiền vào nhà rồi đóng cửa đánh rắm, mấy người còn lại nhìn nhau. Cũng không biết là ai bầm mà cửa thang máy lại mở ra tiếp, họ lũ lượt kéo nhau vào. Ngay khi cửa thang máy khép lại, A Tứ thốt lên, hồi sáng mua cơm cho chúng ta, em còn tưởng xếp lớn dễ tỉnh, không ngờ khi nghiêm mặt cũng rất đáng sợ. A à, bằng hắng giọng, làm lãnh đạo phải biết gần gũi hay nghiêm túc đúng lúc cái này gọi là sự sáng suốt của lãnh đạo. Lữ hiện lão đảo vào nhà, chẳng hiểu mô tê gì. Trong nhà khá yên lặng, viêm thắc hỏi, điền tường đâu? Lữ hiện chỉ sang căn nhà đối diện, có phải vết thương nặng gì đâu, sau khi tình hình ổn định thì chuyển sang nhà đối diện rồi. Vậy bây giờ nhà này không có ai hả? Có chứ, chẳng lẽ tôi với cậu không phải người? Viêm thác ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đặt vali năm xuống đất rồi nhanh tay mở khóa, cứu người đi. Câu hỏi cứu ai cơ của Lữ Hiện chưa kịp thốt ra đã tắt ngụm. Anh ta trông thấy trong vali có một cô gái trẻ, tóc tai rồi bù, mặt trắng như tờ giấy, cả người toàn máu, chẳng rõ còn sống hay đã chết, đặc biệt là cánh tay bên trái còn vặn vẹo theo một góc độ khác thương. Viêm thác ôm cô lên, Tôi biết đáng lẽ phải hạn chế di chuyến cô ấy nhưng không để ý được nhiều thứ như vậy. Tôi đã cầm máu sơ sơ cho cô ấy dối nhưng không giỏi việc này. Có thể đã làm sai gì đây, cậu mong. Nói tới đây, phát hiện Lữ Hiện còn đứng im tại chỗ. Anh quát lên, cậu bị ngơ à? Cứu người đi. Lúc này Lữ Hiện mới giật mình như người vừa bừng tỉnh khói giác mộng Khi Lữ Hiện làm việc ở bệnh viện, phòng phẫu thuật có rất nhiều quy định như phải khử trùng triệt đề, hạn chế số người, không được mang quân áo bệnh nhân vào. Mặt đất phải lau bằng thuốc sát trùng có lo và một ngày phải lau ít nhất hai lượt. Nhưng khi làm việc riêng cho xí nghiệp nhỏ, rất nhiều quy định đã bị xóa sổ. Bọn gấu đen đâu có để ý được nhiều như vậy, có khi còn muốn ở lại quay video nên dần dà anh ta cũng không đòi hỏi quy định nghiêm ngặt nữa. Lừ hử mặc đồ vô khuẩn, đội mù, đeo khẩu trang rồi đi ra đuổi viêm thác, cậu đi ra đi phẫu thuật phải làm ở nơi vô khuẩn. Ra ngoài đi, tôi gây mê cho cô ấy đã. Đã tới nước này rồi còn vô khuẩn cái gì? Không thấy trên quần áo nhiếp cửu la toàn vi khuẩn đấy à? Viêm thác nóng lòng lắm nhưng cũng chỉ dám bực bội trong lòng, trong phòng mổ, bác sĩ là lớn nhất. Cho dù Lữ Hiện có bảo anh bỏ ra ngoài anh cũng phải bỏ. Viêm thác bước nhanh ra ngoài, đang định đóng cửa bỗng nghe Lữ Hiện gọi, Viêm thác giọng của anh ta có gì đấy không thích hợp viêm thác cứng đỡ người ngoảnh đầu lại vừa rồi lữ hiền còn cúi người ăn ngực nhấp cửu la nay đã ngẩng đầu lên đôi mắt vẫn nhìn cô cô ấy không thở nữa rồi ngực không còn phập phồng nữa đầu viêm thác ong lên anh mắng cậu đừng có linh tình vừa rồi cô ấy còn nói được một nữa anh cũng quên luôn vừa rồi cô ấy còn thở là chuyện từ bao lâu trước chỉ bước vội tới bên bản để tay trước mũi và miệng cô. Trong lúc vội vàng anh chẳng nhận ra được còn hơi thở nữa không mà chỉ biết môi cô vẫn ẩm. Không lạnh là được. Anh nhìn Lữ Hiện, cậu tiêm adrenaline hay là thuốc chứa Benladon vào tim cho cô ấy. Còn có sốc điện phá rung nữa, ở đây cũng có thiết bị phá rung còn gì. Nói ra cũng rất lạ, những thứ này đều là lúc trước anh nghe lõm bóng từ Lữ Hiện. Nếu là bình thường anh sẽ chẳng nghĩ ra nổi nhưng nay lại nhớ rõ mồn một. Đến cả từ chuyên ngành cũng không dùng sai nửa chữ. Lữ hiện ngập ngừng, thiết bị phá rung, cô ấy nhiều vết thương ngoài da, còn đang chảy máy rất dễ dò điện. Tiêm vào tim rất nguy hiểm, bây giờ đã ít dùng biện pháp này rồi vì hiệu quả không? Viêm thác cất ngang lời anh ta, có nguy hiểm hơn chết không? Bình thường thấy Lữ hiện rất quyết đoán, rất chuyên nghiệp mà sao hôm nay càng nhìn càng bực. Viêm thác tức tối, cậu là bác sĩ hay tôi là bác sĩ? cậu còn cần tôi dạy cách cấp cứu nữa à? Còn nữa, nhìn thấy bộ đồ nhấp cứu la mặc, anh càng tức hơn, nhìn thấy bộ đồ bỏ sát thế này, sao cậu không cắt ra cho cô ấy? Ép ngực như vậy có còn thờ cũng bị xiết thành hết thờ. Lữ hiện không làm gì được, đành phải quay đi chuẩn bị thuốc và dụng cụ. Viêm thác cầm lấy con dao phẫu thuật ở bên, cắt từ cổ áo cô cất xuống. Cất được một nửa thấy tiến độ chậm quá, anh giơ tay xé mạnh chiếc áo ra. Trên bụng cô loang đầy máu khiến chiếc áo dính vào da thịt. Ở đó có ít nhất hai chỗ trụng đạn, hai lỗ thủng gần như đen ngòm. Cắt áo xong, bên dưới còn có áo lót. Thấy kiểu áo lót siết chặt ngực này, viêm thác tức muốn nghiến răng. Có không muốn anh cũng phải cắt tiếp, mẹ nó, hết cả hơi rồi còn mặc cái áo bó chặt như vậy. Thật ra chuyện này không thể trách nhiếp cửu la được. Cô mặc vậy là để tiện đánh đám và thay đỗ trên taxi. Cắt thẳng một đường, viêm thác bỗng nhận ra mình làm vậy không quá ổn. Trông thấy dây nối hai cắp đứt rời, theo phản xạ, anh giơ tay lên che cho cô. Vừa đặt tay đã cảm thấy có thứ gì mềm mại đẫy đà chạm phải lòng bàn tay. Anh sâu hố muốn chết, bỏ tay ra thì không ổn mà không bỏ ra cũng chẳng xong. Lúc này đầu óc anh lơ mơ, nhìn đâu cũng thấy dối. Phía bên kia, Lữ Hiện đã chuẩn bị xong dụng cụ. Trước sự sống chết chẳng thể lo nghĩ nhiều, viêm thác vội vàng đắp chiếc áo vừa bị cất ra lên người cô. Nhưng Lữ Hiện không để ý mấy thứ này vì anh ta là bác sĩ, nằm trên bàn mổ là bệnh nhân, chỉ có cơ thế, không phân biệt nam nữ già trẻ béo gầy đẹp sống. Anh ta vẫn không dám sử dụng biện pháp sốc điện mà khử trùng phần da xung quanh ngực cho cô. Viêm thác quay mặt đi, Khóe mắt liếc thấy Lữ hiện đã bắt đầu tiêm cho cô. Thời gian bỗng dài rằng rặc, viêm thác không biết tiêm thuốc vào cô có thể tỉnh lại được không và bao lâu thì tỉnh, nếu tỉnh lại được chắc sẽ dậy nhanh thôi, còn không tỉnh lại được thì vĩnh viễn không thức dậy nữa. Anh nhìn chăm châm góc tường trống trơn của phòng mù, có thể nhận thấy Lữ hiện đã lại xoa bóp tim ngoài lông ngực cho cô, một lần, hai lần. Rồi sau đó trong một khoảnh khắc, anh nghe thấy nhức cửu la rên dĩ. Lữ Hiện thở phào, lùi lại phía sau. Ở đây không có y tá lau mồ hôi giúp. Anh ta đành ngửa đầu để mồ hôi chảy ngược ra sau cho mũ trùm đầu hút đi. Viêm thác vội vàng quay người lại. Thứ đầu tiên anh chú ý tới là cánh tay phải đặt trên bàn mổ của cô. Tay phải cô không bị thương nhưng đâu món tay cứ cử động liên hồi như đang điên cuồng bắt lấy thứ gì đó. Viêm thác cuối người, nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay, cô nhiếp. Cuối cùng tay cô cũng dừng lại nó gần như nằm lặng trong lòng bàn tay anh. Đầu ngón tay lạnh lẽo, mơ u bàn tay trắng nôn và những sợi gân xanh đều tỏ rõ sự yếu ớt. Nhỏ bé viêm thác nắm chặt tay, nếu có thể truyền sức sống cho nhau bằng phương thức này, anh cũng sẵn sàng chia cho cô một ít. Sau khi bình tĩnh lại, Lữ Hiện đuổi anh cậu ra ngoài. Lúc mới vào đây tôi đã bảo rồi, phẫu thuật cần hoàn cảnh vô khuẩn. Cậu muốn cô ấy chết à? Trước kia ở bệnh viện mọi cuộc phẫu thuật đều không cho người nhà vào cùng, mặc họ cam kết những điều như thêm tiến, mặc đồ vô khuẩn, đeo khẩu trang, đeo găng tay, đứng im ở góc, tuyệt đối không nói gì. Lúc đó Lữ Hiền còn thấy chẳng cần thiết, ai chịu trả thêm tiền thì cứ cho vào, có phải bệnh viện có thêm một cách kiếm tiền nữa không? Chỉ cần làm đủ các bước khử trùng thì người nhà bệnh nhân có khác gì một thử thiết bị hình người đứng ở bên đâu nhưng này anh ta đã hiểu không thể cho vào được. Sợ thật, vừa rồi viêm thác quát tháo ẩm ý suýt thì khiến anh ta ngu luôn. Việc đầu tiên viêm thác làm khi ra khói phòng phẫu thuật là lục lọi khắp phòng lữ hiện. Anh bỏ điện thoại của anh ta vào nước, nhét chìa khóa treo ngay trước cửa vào túi, cuối cùng mới mở tủ lạnh lấy một lon bia, ngồi đợi bên bàn ăn. Ngồi ở đây có thể trông thấy cảnh cửa phòng phẫu thuật đóng chặt, chỉ là cửa thôi, không có đèn thật ra có đèn báo hiệu đang phẫu thuật thôi là chưa đủ. Tốt nhất nên có thêm một thanh tiến độ có thể cho người ta biết phần trăm tiến độ. Có vậy sự chờ đợi mới không còn dài đằng đẵng nữa. Hiện tại anh có rất nhiều việc gấp cần làm. Cây kim cần xiên vào người răng chó, tường bách xuyên và cả ba củ đất đang chạy tới nông trường không biết việc bọn họ tỏi có liên quan gì với câu tử hình mà Lâm Linh nghe được không. Phía bên chạm bơm, anh mới chỉ xử lý qua, buổi tối vẫn phải qua đó giải quyết hậu quả. Nhưng anh không đi được, nhiếp cửu la còn chưa rõ sống chết, anh không đi đâu được. Anh chỉ có thể ngồi đây chờ, mà đầu óc đang rối ren không suy nghĩ được bất cứ thứ gì, muốn lên kế hoạch gì đó mà chẳng bình tĩnh nối. Cuối cùng anh mở luôn điện thoại tìm kiếm phẫu thuật, tiêm vào tim, bụng trúng đạn có nguy hiểm không rồi bấm xem từng trang một. Dù chữ viết trong bài anh đều biết nhưng đọc chung với nhau lại chẳng hiểu người ta nói gì. Trong lúc vô tình bấm vào một bài viết tương tự, anh thấy dưới bình luận bảo khi người thân làm phẫu thuật, mình nên ở bên ngoài niệm kinh Phật để vừa câu bình an cho người thân vừa để mình bình tĩnh lại. Viêm thác cũng thấy biện pháp này khá ổn. Anh lên mạng tìm cả quyền kinh kim cương rồi lấy giấy bút ra chép từng chữ một. Kinh vẫn khá là tôi nghĩa, có những từ anh chưa không biết nghĩa có những đoạn ngắt câu không chính xác như phát Anotara Samia Sambodhi tâm hay hoặc có tưởng, hoặc không tưởng, hoặc chẳng có tưởng chẳng không tưởng nhưng lại rất thích hợp với anh vì hiện tại đầu anh nhào nhuếch chép những câu từ có ý nghĩa có khi còn dễ mất tập trung hơn. Phát Anotara Samia Sambodhi tâm, chỉ sự quyết định đạt được giác ngộ chân chính, không gì vượt qua được bằng con đường của một vị Bồ Tát. Một thể nguyện xuất phát từ đại tín cần và đại nghi đoàn. Anatara có nghĩa là không có gì vượt qua được. Samyak có nghĩa là chân chính. Sambody có nghĩa là giác mộ. Chẳng nhớ chép được bao lâu. Có người gõ cửa. Viêm Thác đặt bút xuống, đưa mặt đi ra mở cửa. Ngoài cửa là A Băng. Thấy nét mặt Viêm Thác, anh ta hơi bồn chồn nhưng vẫn cố mỉm cười. Anh, anh Viêm, anh định tính số gì với lữ hiện thế? Viêm Thác nói không có gì. Xe cậu ta qua sớm làm tôi suýt chết nên định tính số với cậu ta a à, bằng bỗng hiểu ra thảo nào đi được nửa đường lại quay về hóa ra là mượn xe của lữ hiện Suốt chết là tỉnh năng xe không ổn định khiến anh suýt bị tai nạn hả anh ta cố gắng xoa dịu câu chuyện may mà không sao anh viêm đấy là do anh có phúc tiện thể cứu luôn lữ hiện một mạng đấy bọn tôi mua đồ ăn về này có qua đây ăn cùng không viêm thác không cần lát nữa tôi ra ngoài ăn. Sau khi đuổi A bằng đi, anh quay trở về bản tiếp tục chép kinh. Kinh Kim Cương có tất cả hơn 5.000 chữ. Khi anh chép được phần đầu của lần thứ hai, cửa phòng phẫu thuật mở ra. Lữ Hiền bước ra khói phòng, đứng dựa khung cửa, tháo khẩu trang rồi cúi đầu kéo mũ xuống. Viêm thác ngước mắt nhìn anh ta, chết rồi à? Lữ Hiền không biết phải nói gì, bây giờ ai dâm nói chắc chắn. Phải quan sát thêm, ít nhất cũng phải quan sát 24 tiếng. Viêm thác đi tới bên Lữ Hiên. Lữ Hiên còn tưởng anh muốn nói chuyện với mình nhưng nào ngờ viêm thác sắp lại gần, túm lấy cổ áo anh ta, đẩy anh ta vào tường. Thật là quái lạ, từ sau khi viêm thác đi rồi quay lại, cậu ta cứ như người chúng tả ý. Lữ Hiền trợn mắt nhìn viêm thác, sao, cậu còn định đè tôi vào tường à? Suy nghĩ trong đầu viêm thác đang đánh nhau. Tình hình bây giờ rất đặc biệt, anh phải chuẩn bị sẵn tâm lý đón chờ tình huống tệ nhất. Lữ Hiện có tin tưởng được không? Cậu ta là ma cọp à? Nhưng nay nhấp cửu la còn chưa qua thời kỳ nguy hiểm, vẫn phải trông cậy vào Lữ Hiện. Nơi đây từng tiếp nhận người bị thương rất nặng, anh có thể tạm thời biến việc lớn thành việc nhỏ để lừa anh ta. Viêm thác mỉm cười bỏ tay xuống, còn nhân tiện vuốt lại vạt áo cho Lữ Hiện rồi thì thầm vào tay anh ta, việc này rất bí mật, còn chưa giải quyết xong chuyện liên quan khá lớn, cậu không được nói cho ai đâu. Lữ Hiện tức giận đây anh ra, cách xa ông đây ra, ông đây là trai thẳng. rồi anh ta nói tiếp, tôi biết rồi, cậu còn phải bỏ người trong vali mới dám đưa tới, thì tất nhiên tôi biết phải giữ bí mật chứ. biết thì tốt, Viêm Thác chỉ sang căn nhà đối diện, đừng nói với ai cả, đừng cho mấy người nhà bên kia vào đây. Lữ Hiện nghiêng đầu, nhéo mắt nhìn anh vốn dĩ người ta cũng không hay sang đây cô gái này là ai vậy anh ta cảm thấy viêm thác rất để ý cô gái này viêm thác không đáp chỉ nhìn trầm chầm, chầm anh ta lữ hiện dùng mình trước ảnh mắt của anh được rồi được rồi không hỏi nữa viêm thác chỉ vào phòng phẫu thuật trên người tôi có vi khuẩn có thể vào xem cô ấy không lữ hiện thật sự không biết phải nói gì Thật ra cuộc phẫu ổ thuật này của Nhấp Cửu La không thuộc loại bệnh dễ biến chứng hay dễ bị truyền nhiễm như mố sọ so mà chỗ anh ta cũng không phải ICU, không thể đạt được tới mức độ vô khuẩn. Nhưng anh ta vẫn nói móc viêm thác, vậy cậu không thể không mang vi khuẩn vào đó à? Ao vô khuẩn, khẩu trang, giày dép đều có cả, cậu có thể mặc vào cơ mà. Viêm thác gật đầu, dưới ánh mắt của Lữ Hiển, anh cũng làm theo như thế thật. So sánh với ban này, Phòng phẫu thuật hiện giờ đã được dọn dẹp rất sạch sẽ. Đám khăn khử trùng dính máu, bông gạc linh tinh hay thậm chí là cả áo khoác, giày của Nhiếp Cửu La đều được bỏ trong túi. Nhiếp Cửu La nằm im trên bàn mổ với tấm vải phẫu thuật màu xanh lá đắp trên người. Mặt mũi cô trắng bệch, môi cũng phủ thêm một lớp màu cho. Rất may mắn cô đã thở được, tấm vải xanh khẽ phập phồng theo hơi thở của cô. Viêm Thác vén tấm vải lên mó xuống bên dưới bụng cô quần mấy lớp băng gạc dày, cánh tay trái cũng được nẹp lại. Phía sau lưng, Lữ Hiện thò đầu vào vì mới nhớ ra một việc, à phải rồi. Tay cô ấy đừng bỏ thạch cao vội để tránh có đoạn xương gầy nát hoặc là vị trí xương không đúng tôi đề nghị nên đưa tới bệnh viện lớn kiểm tra. Chỗ tôi không có xem kỳ được như ở bệnh viện. Viêm thác bỏ tấm vải xuống, đi ra ngoài. Lữ hiện đã thay đổi xong, đang rửa tay trong toilet. Viêm thác đi tới, đứng giữa cửa tôi ra ngoài mua mấy bộ đồ cho cô ấy lữ hiện gật đầu còn nữa tôi phải xin lỗi cậu một câu lữ hiện kiêu ngạo ngẩng đầu lên vì ban nãy không lễ phép với doctor chứ gì viêm thác chỉ vào chiếc bồn cầu đậy nắp không phải vừa rồi chán quá tôi mang điện thoại của cậu ra chơi game trượt tay lữ hiện hoảng hốt chạy tới mở nắp bồn cầu lên mẹ kiếp không ngờ lại là thật điện thoại của anh ta đang nằm ở dưới đáy bồn cầu Viêm Thác nói, cho nên tôi sẽ tiện đường mua điện thoại mới cho cậu. Yên tâm đi, tôi là người ăn một quả trà cục vàng. Nếu hôm nay muộn quá không mua được, ngày mai tôi nhất định sẽ trả xong. Đi đây. Nói rồi chẳng đợi Lữ Hiện ư hư gì, anh bước nhanh ra cửa. Ngay khi đóng cửa, anh nhét luôn chìa khóa vào xoay một vòng khóa cửa lại. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 58. Mua quần áo, Điện thoại gì đó chỉ là cách cớ. Viêm thác lái xe rời khói tòa nhà, đi thẳng tới trạm bơm nằm giữa bài có lau của thôn đại lý Khanh. Từ khu nhà ấy đến trạm bơm mất chừng nửa tiếng đi đường. Đúng là ngay từ lúc chưa nhận được tin nhắn bãi cỏ lau của nhấp cửu la, anh đã quay xe lại rồi. Khi ấy anh chẳng nghĩ gì chỉ cảm thấy biết anh đi rồi mà nhấp cửu la còn hỏi đi xa không thì chắc chắn là có việc quan trọng cần tìm anh so với việc đi tiếp rồi lại bị cô gọi về chỉ bằng anh quay xe lại luôn, vừa đỡ tốn thời gian, sức lực vừa tiết kiệm xăng dầu. Không ngờ con đường anh quay về lại là đường dẫn tới nơi cần đến và ông trời cũng phù hộ nữa. Bãi cỏ lau cách thị trấn Thạch Hà khoảng 40 phút đi đường nhưng nó nằm giữa Thạch Hà và Tây An nên anh muốn về Thạch Hà phải đi qua bài Co Long. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới việc anh tới nơi đúng lúc. Mặt khác, vùng ngoại ô nơi Lữ hiện đang ở cách trung tâm thành phố 10 phút đi đường. 40 trừ 10 là còn 30 phút, nên tới tìm Lữ hiện sẽ gần hơn là đi bệnh viện. Bình thường sau khi tim ngừng đập có 4 phút vàng để cấp cứu. Sau khi vượt quả 4 phút đó, hy vọng được cứu sống sẽ rất mong manh. Tình huống của nhấp cửu la hôm nay trông thì có vẻ rất nguy hiểm nhưng thực tế lại ẩn chứa rất nhiều sự may mắn nguy hiểm ở chỗ chỉ cần anh đi nhầm một bước, chậm trễ vài phút đồng hồ là cô sẽ chết. May mắn ở chỗ mỗi một bước anh đều đi chính xác và mỗi một khoảnh khắc đều có mặt kịp thời. Trời tối dần, viêm thác nhấn chân ga, thầm cầu nguyện ông trời phù hộ thêm lần này nữa để mọi thứ xung quanh chạm bơm vẫn y nguyên, xin đừng có ai tò mò vào đó dù họ chỉ sốc nắp giếng lên thôi, hậu quả đều sẽ chẳng thể cứu vãn được. May mắn biết bao vì lúc anh tới, nơi ấy vẫn đen xỉ, xung quanh vắng lặng chỉ có hàng lau lắc lư trong gió. Viêm thác lái xe lại gần. Đầu tiên anh đi kiểm tra chiếc xe Tiguan của Trần Phúc và Hàn Quán trước đó anh sợ có người đi ngang qua chủ ý nên đã cố tình lái nó vào sau một gian nhà đất lụp sụp, còn giật nửa nóc nhà xuống để che di may mắn xe vẫn còn ở đó nóc nhà đầy cỏ lau cùng vẫn đắp nghiêng trên thân xe. Rồi anh lại quan sát cửa chạm bơm, chiếc khóa bánh ô tô bị anh mang ra khóa cửa vẫn còn nguyên vẹn, ngoài cửa cũng vẫn đầy những tảng đá chất thành đống. Viêm thác thở phào nhẹ nhôm, anh tắt máy, tất cả đèn xe, ngồi im trong xe một lúc mới xách túi dụng cụ xuống xe. Mở khóa đi vào chạm bơm, anh bật đèn pin lên soi một vòng. Bên trong vẫn còn nguyên hiện trạng món ngang, thê thảm của cuộc chiến chỉ trừ một thử, chiếc giếng kia. Miệng giếng đã bị anh lấp kín bằng tấm ván gỗ, còn chèn thêm chiếc máy bơm bỏ đi ở trên để che miệng giếng cho kín hơn. Viêm Thác đi tới trước giếng, bỏ túi dụng cụ xuống. Anh gái súng ở sau lưng, đặt chiếc đèn pin ở bên để soi sáng rồi cúi người di chuyển chiếc máy bơm sang bên và mở cả tấm ván gỗ ra. Một mùi mốc meo xen lẫn mùi máu bốc lên, Viêm Thác giơ tay quạt trước mùi cho bớt mùi sau đó cầm lấy đèn pin soi xuống bên dưới vì giếng bơm này đã bị bỏ hoang nên thành giếng có mấy lỗ thủng hai trong số đó có buộc dây thừng đâu còn lại của hai sợi dây thừng đều nằm ở dưới giếng riêng quả sâu ánh sáng không soi xuống được đáy cũng chẳng thể nhìn rõ bên dưới viêm thác quan sát hai sợi dây một sợi lặng thinh một sợi thỉnh thoảng vẫn rung động tình huống này rất hợp lý khi anh thả hai tên kia xuống giếng đúng là một kẻ trông có vẻ đã chết, còn một kẻ vừa hay ngất đi. Viêm thắc gài đuôi đèn pin vào cổ áo, sắn tay áo lên, chân đạp vào miệng giếng để lấy sức, rồi thỏ người xuống keo sợi dây không có động tĩnh gì lên. Vừa mới keo anh đã giật mình. Có gì đó lạ thường, sợi dây này anh trói hàn quán, anh ta phải nặng hơn 50 cân. Người nặng chĩu mà sao bây giờ lại nhẹ thanh thế này? Theo anh cảm nhận được, nó phải nhẹ đi hơn nữa. Chẳng lẽ anh ta chạy thoát rồi bố trí mọi thứ y như cũ để gài bẫy anh? Sống lưng viêm thác lạnh toát, anh ngoảnh phát đầu lại theo phản xạ. Trong phòng vẫn im phăng phắc, bên ngoài tối om như mực, vỏ ngoài chiếc xe phản xạ ánh sáng mỏng manh của ánh trăng trên trời. Cũng không có ai đột nhiên lao ra tấn công anh cả. Viêm thác tiếp tục nghe ngóng, xung quanh cũng không có bất cứ tiếng động lạ lùng nào. Anh lấy lại bình tĩnh, tiếp tục kéo dây lên. Mới đầu anh kéo rất nhanh nhưng khi ước chừng đầu kia sợi dây còn cách miệng giếng khoảng 10 mét, anh kéo chậm lại, cổ thận nhìn xuống dưới. Có vẻ vẫn là hình người. Lại gần thêm chút nữa, vì đầu hướng xuống dưới, chân hướng lên trên nên trông thấy giày và quân trước cũng là điều hợp lý. Cuối cùng khi còn 2 mét, viêm thác kéo mạnh hàn quán ra khói miệng giếng rồi lùi nhanh lại phía sau, chĩa súng vào anh ta. Người hàn quản ngã xuống đất, hai chiếc giày lần lượt rơi ra anh ta nằm sấp dưới đất im lặng không một rên gì tay chân đều bị trói lại để chắc chắn khi ấy viêm thác còn quấn băng dính vào miệng và đủ nơi trên người anh ta tất cả mọi thứ đều nguyên vẹn cách quần băng dính cũng là kiểu anh thường quần mọi sự cảnh giác ban đầu đều được loại trừ viêm thác khẽ thở phào nhưng vẫn thấy có gì không đúng lắm tay là tay viêm thác nhìn chăm chăm tay hàn quản người châu á da vàng dù da hàn quân tương đối đen nhưng cũng chẳng đen đến đâu mà lúc này đôi tay bị trói ngược của anh ta đã có màu gần như nâu đen không chỉ vậy đôi tay đó còn héo quất lại da rẻ sắn lên như chân gà tìm viêm thác đập thình thịch anh cất súng đi bước tới gần và ngồi xổm xuống bên cạnh anh ta sau đó anh kéo chiếc tất trên chân hàn quán xuống quả nhiên đúng như anh dự đoán Bàn chân và cẳng chân ẩn dưới ống quần của anh ta cũng khô quất lại, đen xỉ đi, món chân cục vào gan bàn chân. Thảo nào vừa này dày lại rơi mất, chân đã teo lại, không thể giữ nổi dày nữa. Viêm thác lật hàn quán lên, mới lật anh đã cảm nhận được sự rộng rãi của bộ quần áo trên người hàn quán. Mặt anh ta càng kinh khủng hơn, mới chết vài tiếng đồng hồ đáng lý ra thì thể phải ở trong trạng thái cứng ngắc chứ không phải héo quất như người bị bỏ đói vài tháng liền, teo hết thịt chỉ còn mỗi da bọc xương, thậm chí xương cũng héo đi khiến cho bộ quần áo vốn vừa vặn trở nên rộng rãi lạ thường. Lộ ra bên ngoài bộ quần áo là cái đầu trông thật tức cười. Thảo nào anh lại thấy nhẹ đi nhiều thế? Viêm thác cảm thấy hàn quản chết rồi. Chết đến không thể chết hơn được nữa. Vì sao nhỉ? Vì vết đâm ở cổ họng à? chẳng lẽ muốn giết chết củ đất phải đâm trúng cổ hỏng? Có đơn giản quá không? Lúc này viêm thác không nghĩ ra được nhưng cũng chẳng có nhiều thời gian để lo nghĩ. Anh lấy điện thoại ra, soi đèn pin vào và chụp ảnh thi thể của hàn quán, mặt trước, mặt bên, từng bộ phận và cả chỗ bị thương. Tất cả những thứ này đều là tư liệu, đều là thông tin, chẳng cần biết nó có ích hay không, anh cứ tập hợp hết lại. Khi chụp tới đỉnh đầu, anh cảm thấy đỉnh đầu hàn quán có một nơi phản xạ ảnh sáng. Viêm thác nhôm sát và mới phát hiện trên đỉnh đầu hàn quán có một vết thương không dễ phát hiện. Vết thương này khác với vết thương nơi cổ họng ở chỗ xung quanh nó đấy chất nhầy. Không dâm sở tay vào, anh đành bẻ một mảnh gỗ khuấy nhẹ chỗ chất nhầy rồi rút tay về. Không ngoài dự đoán của anh, chất nhầy đó bị kéo dài thành sợi như tơ nhện lắc lư giữa không trung, mang theo thứ ánh sáng màu nâu vàng khiến người ta rợn tóc gáy chụp ảnh xong viêm thác cắt điện thoại đi, kẻo nốt sợi dây thừng còn lại. Sợi dây này trói Trần Phúc, nặng hơn rất nhiều so với sợi dây trước. Nhưng nó không chỉ nặng, mà còn giang rông lên vì có thể Trần Phúc vẫn tỉnh, đang dãy dụa liên hồi. Kéo được Trần Phúc lên khói giếng, tràn viêm thác cũng ướt mồ hôi. Trần Phúc bị trói chặt hơn hàn quản nhiều, ngoài tròi bằng dây thừng, gã còn tốn mất hai cuộn băng dính đen của viêm thác người gã bị quân như xác ướp đôi mắt cũng không ngoại lệ nên cả người chỉ còn dư mỗi cái mùi ở bên ngoài gã như một con cá rời nước cảm nhận được sự nguy hiểm của người bên cạnh nên dù đã ngã xuống dưới đất gã vẫn dây rùa đây là một kẻ còn sống có lẽ sẽ hỏi ra được gì đấy nghĩ vậy viêm thác lấy kẻo trong túi ra, cắt đứt mảnh băng dính dán trên mắt chân phúc dối xẻ mạnh ra mảnh băng dính được xé ra mang theo không ít lông mi của Trần Phúc khiến gã đau tới mức mí mắt run lên nhưng ngay sau đó đã trợn mắt nhìn chằm châm viêm thác, miệng kêu rên như có lời muốn nói. Viêm thác lại xẻ đoạn băng dính dán miệng gã ra. Trần Phúc hít sâu một hơi, giọng nói không liền mạch, tao. Tao nhớ ra rồi, tao biết mày, mày là đứa ở chỗ chị Lâm. Viêm thác không nói chuyện ngay, nếu không nhờ Lâm Linh lây trộm bảng Excel kia thì anh sẽ chẳng biết bất cứ ai có tên trong bảng ấy. Mà Trần Phúc lại biết anh, nghĩa là bọn họ biết rất rõ tình hình bên chỗ Lâm Hỷ Nhu. Lát sau anh mới bảo, anh đã nhận ra tôi thì anh đợi chết, hoặc là bị nhốt cho đến lúc chết đi. Trần Phúc dùng mình, chửi ẩm lên, thằng chó chết, mày dám dỡ trò sau lưng chị Lâm. Viêm thác cưới mia, chẳng phải gì ấy cũng làm đủ trò sau lưng tôi bao nhiêu năm nay đấy à? Đúng thế, tôi ở bên gì ấy để giờ cho đấy, ở đến khi nào xử gọn cả đám các người, gấu đen này, phùng mật này, chu trường nghĩa này. Trong đầu Trần Phúc như nổ tung ra, gã im lặng rất lâu vì chẳng bao giờ gã ngờ được bọn họ đề phòng đủ thứ mà quên mất cướp nhà khó đề phòng, bên người Lâm hỉ Nhu lại có một quả bom hẹn giờ như thế. Chợt nhớ tới Hàn Quân, gã vặn vẹo đầu để nhìn xung quanh, Hàn. Hàn Quân đâu, mày làm gì nó rồi? Còn chưa nói hết câu, gã đã trông thấy hàn quán. Lần này gơ sững sở luôn, con ngươi trợn to, người cứng đỡ lại, mày. Mày giết nó rồi, sao mày giết được nó? Mẹ kiếp, mày là dao điên à? Dao điên? Viêm thác cảm thấy từ này rất quen thuộc. Nhớ ra rồi, phải ca dao nọ. Có dao có chó đến đất xanh, tay quỷ vung roi sáng lấp lánh, chó dại đi đầu, dao điên môi trong liều còn cả câu Lâm Hỷ Nhu từng nói nữa, tóm lại không cần biết cậu làm cách nào, cứ hỏi ra được cho tôi là tốt. Nhất là có thể hỏi ra được giao điên là ai? Trần Phúc tưởng anh là giao điên hả? Viêm thác còn chưa kịp phản ứng gì, Trần Phúc đã tự đính chính, không thể nào, Lâm Hỷ Nhu nuôi thẳng chó này từ lúc nhỏ, nó không thể là giao điên được. Mày, mày cấu kết với giao điên, đứa con gái kia đâu, là nó, con đi đó, thảo nào. Trần Phúc chỉ muốn đập đầu xuống đất, cơn tức trong người khiến hốc mắt gã như muốn rách ra, bị lừa rồi, Lâm Hỉ Nhu và Gâu Đen đều bị lừa rồi. Đứa nằm liệt trong bệnh viện không phải, không phải, suốt chút nữa gã đã giết được dao điên dối, chỉ thiếu một chút nữa là có thể diệt trừ được mối họa cho cả đàm. Nếu không tại thắng chó chết này đột nhiên xuất hiện, không có ai biết gương mặt thật của nó cả, nó vẫn sẽ giả vờ như không hay biết gì rồi trở lại bên cạnh chị Lâm. Trần Phúc dùng hết sức mình muốn chạy trốn, muốn bảo tin nhưng ý muốn thì nhiều mà sức chẳng có. Bị trói thành như vậy, gã con chẳng bỏ nối gã ra sức dịch người muốn di chuyến từng tỷ một như con run, con rắn. Nhưng một củ đạp của viêm thác đã khiến gã ngã lăn ra. Trần Phúc nằm trên mặt đất, há miệng thở gấp, lồng ngực phập phồng khiến lớp băng dính quân trên người cùng sột soạt theo. Gã cảm thấy mình chết chắc rồi nên càng căm phẫn hơn. Cầm phần mãi cuối cùng gã bật cười ha ha. Viêm thác đứng im đó nhìn gà làm trò. Lát sau Trần Phúc dừng cười, hung tợn ngừng đầu lên, bố mày chết rồi đúng không? Viêm thác gật đầu, nụ cười trên mặt Trần Phúc càng rực rỡ. Vì nụ cười ấy, những đường máu đã khô lại trên mặt nứt ra khiến gương mặt gà vô cùng đáng sợ. Mẹ mày cùng chết. À không, mẹ mày bị trần nhà rơi trúng người, nằm liệt 20 năm rồi nhỉ. Còn chưa tỉnh à?" Viêm Thác đáp, "Chưa tỉnh, những kẻ này biết anh, cũng biết chuyện gia đình anh, nói không chứng ngày thường còn bê ra nói với nhau." Trần Phúc nói, "Mày còn có một đứa em gái." Viêm Thác vẫn đứng im đó nhưng đã cảm thấy máu trong người mình đang dồn hết lên đầu rồi. "Anh hỏi, em gái tôi đâu?" Trần Phúc nói, "Em gái mày à?" "Gã há miệng, thẻ lười ra." chiếc lưỡi to và dày mang màu đỏ của thịt thỏ ra lắc lư trên dưới. Có lẽ là để trêu đùa và chọc tức anh đờ lưỡi ra cho anh xem viêm thác không chú ý tới lưỡi của củ đất. Lâm hỉ nhu và gâu đen cũng chẳng nên nay anh mới biết lưỡi của bọn họ như mọc từ trong cổ họng, dài hơn hẳn con người và mặt trái của đầu lưỡi mới đầu còn bình thường nhưng dần dần đã nổi gai lên. Máu trong người sông cả lên não, viêm thác quơ lấy tấm ván gỗ bên cạnh, quật mạnh vào miệng trần phúc, gào lên em gái tôi đâu? Cổ quật ấy khiến miệng mùi Trần Phúc be bé bét máu, chẳng thể nhìn ra đâu là miệng nữa, mà lưỡi gà cũng bị quật cho không cử động được nữa, răng rụng mặt hai chiếc. Ấy thế nhưng gã vẫn cứ cười. Viêm thắc túm lấy ngực gã, đấm mạnh vào mặt gà từng nhát một, vẫn hỏi lại câu trên, em gái tôi đâu? Anh càng đành, Trần Phúc càng cười, càng đau gã càng cười khóe. Cuối cùng gà hộp máu, nói trong thứ giọng mơ hồ em gái mày á, cả đời này mày cũng chẳng gặp lại được. Nắm đấm đang vung lên của viêm thác dừng lại giữa không trung. Cả nắm đấm lẫn cánh tay đều run dây. Chợt nhớ ra điều gì, Trần Phúc miễn cưỡng mở mắt ra mở to cũng chỉ mở ra được một khe hở buồn cười. Gò má bị đánh tới mức sưng vù, đôi mắt có trong con mắt như sợi chỉ của gã hiện lên một nụ cười quái dị rồi gã nói như rên gì, không đúng, có cơ hội gặp chứ. Tao chúc chúng mày sớm ngày gặp lại. chương 59 Trần Phúc là một kẻ cứng đầu, loại người này có đánh cũng vô dụng, càng đánh càng thể hiện rằng mình không làm gì được gà và như vậy gã sẽ càng đắc ý hơn. Viêm thác xã cơn giận xong thì dừng tay. Lúc này Trần Phúc đã chẳng thể nói nổi một lời nào nữa. Mặt gà bị đánh đến mức lòm lại, máu chảy đầy trên mặt nhưng gà vẫn cứ cười. Nhìn chằm chằm gà một lúc, Viêm thắt chợt chọc kéo vào cổ họng gã tất nhiên anh không giết được củ đất. Cũng không biết phải làm sao mới giết chết được, nhưng để Trần Phúc chết mất đi cũng được, đỡ rắc rối. Đèn pin bật lâu ánh đèn đã yếu khiến chạm bơm tối hơn hẳn khi trước. Vũng máu trên mặt đất đã dần động lại thành màu đen. Gió bên ngoài nổi lên, lướt nhẹ qua những mảng cỏ lau, len lỏi giữa từng ngọn cỏ tạo nên những tiếng xào xạc trên trời có mảnh trăng khuyết mông như sợi chỉ giống hệt với ánh mắt tỉ hỉ, quái dị, lạnh lẽo trong con mắt sưng vù của Trần Phúc. Viêm thác dùng mình, phải xóa bỏ dấu vết ở đây rồi. Sắp tới nửa đêm viêm thác mới lái xe về thị trấn. Xe lướt qua vùng giao nhau giữa thị trấn và nông thôn mà như từ địa ngục về trần gian. Ánh đèn sáng dần, sáng đến mức khiến anh hoa mắt. Mấy tiếng vừa qua, anh đã làm rất nhiều việc múc nước và lấy đất ở bãi cỏ lau để rửa sạch và che lấp vết móng. Tìm kiếm hết trong ngoài chạm bơm để không bỏ sót bất cứ thứ gì. Những thứ cho răng còn dùng được ví dụ như điện thoại, dao găm của nhiếp cửu la, anh đều mang về cả. Còn những thứ không dùng được mà lại dễ tạo ra rắc rối ví dụ như vỏ đạn rỗng, súng tiểu liên thì anh thảo ra làm nhiều mảnh, trôn xuống những chỗ khác nhau. Thi thể của Hàn Quản, biển số xe Tiguan những giấy tờ tùy thân của bọn họ tìm được ở trong xe, anh đều dưới xăng, thiêu rụi rồi vứt cho vào trong giếng. Trần Phúc thì chỉ có thể đưa đi theo cách cũ, đó là nhét vào túi vải bạt, giấu trong cốp xe. Phiến phức nhất là chiếc xe Tiguan kia, nó to như thế nếu cử vứt thẳng ở ngoài thì rất nguy hiểm mà chẳng thể đốt được nên biên pháp tốt nhất là phanh thây. Vỏ xe có thể làm cho biến dạng, linh kiện tuốn vào thị trường anh để tạm chiếc xe đó trong bãi đậu xe ở gần huyện, dự định một hai hôm nữa sẽ liên hệ người quen ở tỉnh khác đến tháo rỡ chiếc xe đó dối cho nó biến mất. Tuy không phải giết người xóa dâu vết, nhưng những việc này có việc nào là bình thường. Cả đường đi viêm thác đều hoảng hốt, trong thị trấn đông xe, không biết anh đã làm gì khiến chủ xe bên cạnh nổi giận, cứ ăn còi inh ỏi với anh, còn thỏ đâu ra ngoài cửa kinh chửi anh. Viêm thác giật mình rồi chợt tỉnh táo lại, tấp xe vào vạch đỗ xe ở lề đường. Khi cúi đầu nhìn thấy trên cổ tay có dính máu mà quên chưa lau, anh rút một tờ khăn ướt ra lau. Mình còn phải làm gì nữa nhỉ? Đúng rồi, phải mua quần áo cho Nhấp Cửu La, ít nhất cũng phải mua cho cô bộ đồ ngủ sạch sẽ, thoải mái. Viêm Thác đang định xuống xe thì bỗng trông thấy mặt mình trên cửa kính xe, mặt anh cứng ngắc đến mức đàng sợ, ánh mắt cũng vậy. Phải ra khói thứ cảm xúc đó mình về đến thế giới bình thường, phải giao tiếp với người bình thường và phải đi mua đồ rồi. Viêm Thác xoa mạnh hai bên má, thỉnh thoảng còn tát nhẹ lên mặt rồi cười với cửa kính, hai tay đầy khóe môi lên tạo thành một nụ cười bình thường, chớp mắt liên tục và hít sâu cho đến khi bình thường trở lại. Anh hít sâu, mở cửa xuống xe. Xuống dưới đường, nhìn thấy đa số cửa hàng đã đóng cửa, Viêm Thác mới nhận ra bây giờ đã quá muộn. Nhưng anh vẫn không chịu bỏ cuộc mà cử đi tiếp. Cùng may anh đã gặp được một cửa hàng bán quần áo nhưng không phải giờ này người ta còn buôn bản mà do gần tới cuối năm, họ phải nhập hàng ban đêm để chuẩn bị cho ngày lễ giảm giá sắp tới. Với chầm môn người vào cửa đều là khách hàng, phía cửa hàng cho một nhân viên nữ tuổi trung niên ra tiếp đón viêm thác. Viêm thác mua một tấm thảm trước rồi mới nhờ nhân viên chọn giúp một bộ đố, cao khoảng 1m66, 1m67 gì đó người rất thon thả, tầm 45 kg. Cản đồ ngủ, tất, dép lê, lấy nguyên cả bộ đi, vải đẹp mặc mát, giá cả không phải vấn đề. Nhân viên cửa hàng, có cần áo lót không? Viêm thác ậm ừ, có, có cần. Thật ra anh cảm thấy nhấp cửu la phải nằm dưỡng bệnh một thời gian, chẳng dùng đến áo lót nhưng dù sao cũng phải mua cho đủ bộ chứ. Nhân viên cửa hàng hỏi, bao nhiêu? Viêm thác, bao? bao nhiêu cái gì? Sai đó, áo lót không thể mua bừa được, phải mua đúng cỡ. Viêm thác nghĩ bụng, tôi biết sao được. Lòng bàn tay anh chợt nóng lên, cái cảm giác xấu hổ muốn chết lại ập tới làm anh nẻ tránh ánh mắt của nhân viên nữa. Khi ngẩng đầu lên, anh trông thấy trên chiếc giá phía trước có treo từng chiếc một, lụa, viền ren, chạm rồng, thêu, cúp nữa, cúp chữ V, VV. V. Loại gì cũng có. Anh chỉ bừa một chiếc, cái kia đi. Cảm thấy viêm thác làm ăn không đáng tin cậy, nhân viên nữ hỏi lại, cái đó 70C đấy, con gái mà thon thả thường cấp cũng nhỏ. Viêm thác cắt lời bà ấy, C, C gì? Khi anh sách theo túi lớn túi nhỏ ra ngoài đã là hơn 12 giờ đêm. Điện thoại của Lữ Hiển không thể nào mua được nữa, cũng may vấn đề này dễ giải quyết. Trước khi xe chạy vào hầm của tòa nhà, viêm thác quan sát ánh đèn của tầng 3, bên bọn A Bằng đã tắt đèn nhưng bên Lữ Hiện vẫn còn sáng. Nhìn từ ánh đèn, chắc hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì. Dù là vậy nhưng để chắc chắn hơn, viêm thác vẫn không đi thẳng thang máy lên tầng 3 mà đi thang bộ. Anh còn đứng ngoài của nghe ngóng động tình một lúc mới mọc chia khoa ra mở cửa. Lữ Hiện đang nằm trên sofa, ôm túi khoai tây chiên xem tivi. Nghe tiếng mở cửa, anh ta ngoảnh lại trách viêm thác, cậu khóa trái cửa là có ý gì? Viêm Thác, tôi sợ bọn a bằng vào mà cậu không được thông minh cho lắm, nhỡ không ngăn được thì sao? Khóa lại cho yên tâm. Quả nhiên Lữ Hiện bị anh dắt mũi, tôi không được thông minh cho lắm a. À? Ông đây học được cả y mà cậu bảo không thông minh lắm hả? Nói tới câu cuối, Lữ Hiện liếc thấy chiếc túi trong tay Viêm Thác. Ngay khi cho ra kết luận chắc chắn bên trong không có điện thoại di động, anh ta nhảy dựng lên, "Viêm Thác, điện thoại mới của ông đây đâu?" Tôi nằm đây chờ đến giờ này, thời buổi này không có điện thoại làm sao mà sống được. Viêm Thác thở ơ treo chìa khóa lên trước cửa, cậu cũng biết đây là thị trấn nhỏ mà. Tôi muốn mua cho cậu điện thoại gấp nhưng hết hàng nên định qua Tây An rồi mua. Nếu cậu sốt ruột quá thì mai tôi mua bữa đến cho cậu. Lữ Hiện hét lên, "Khoan." Rồi anh ta vừa mừng vừa lo, "Điện thoại gấp có phải cái vừa tung ra thị trường, giá hơn 20 nghìn kia không?" Viêm Thác đúng là nó. Má ơi, Lữ Hiện cảm thấy mọi lỗ chân lông trên người đều run rẩy. anh thác. Anh thật hào phóng, em không vội đâu, không sao, không sao cả, anh cứ về Tây An rồi lại mua cho em cũng được. Nói xong anh ta vứt túi khoai tây chiên xuống bàn, tắt tivi, vui vẻ đi về phòng. Viêm thác gọi anh ta lại, đi đâu đây? Đi ngủ chứ đâu? Viêm thác chỉ vào phòng phẫu thuật, cậu đi ngủ thể cô ấy phải làm sao? Lữ Hiện thắc mắc, tôi đi ngủ có ảnh hưởng gì tới cô ấy? Viêm Thác nói, tình hình của cô ấy không ổn định, còn đang phải quan sát. Nhớ nữa đêm có vấn đề gì? Lữ Hiện đã hiểu ý anh, cậu muốn tôi không ngủ ngồi canh cô ấy hả? Viêm Thác gật đầu. Lữ Hiện nổi sùng lên nhưng vì nề mặt điện thoại mới nên vẫn nói thật nhẹ nhàng. Viêm Thác, cậu muốn bác sĩ chết mệt à? Cậu có nghe chuyện bác sĩ nào sáng phẫu thuật, tôi còn phải thức canh bệnh nhân không? không biết cậu mà làm viện trường thì có bao nhiêu bác sĩ chết vì mệt nữa nghe có vẻ rất có lý nhưng viêm thác vẫn chưa hết thắc mắc thế nếu cô ấy có vấn đề gì lữ hiện tức điên lên trước sự ngớ ngẩn của anh thế có điều dưỡng để làm gì có người thân vào chăm để làm gì có vấn đề thì tới gọi tôi là được lữ hiện ngủ rồi trong phòng cũng yên lặng sau khi rửa mặt xong viêm thác tắt đèn phòng khách đi vào phòng phẫu thuật ban ngày không có cảm giác gì nhưng tôi đến nơi này khá rợn người bởi vì đèn trong phòng phẫu thuật là loại đèn có ánh sáng trắng mà thiết bị y tế trong phòng như dao kéo kìm vi vi toàn những thứ sáng loáng lạnh lẽo nhiếp cửu la nằm trên giường phẫu thuật với đôi môi khô hơi kết vảy và vẫn mê man như trước viêm thác mở chai nước tỉnh khiết lấy tăm bông thấm môi cho cô dối bảo hóa ra cô là dao điên cô không nghe được câu nói ấy vẫn rất yên lặng có thể ngủ được là tốt viêm thác mở thâm ra đắp lên cho cô sau đó kéo ghế lại gần mép giường tuy trong phòng có điều hòa nhưng dù sao cũng đã vào đông ban đêm nhiệt độ sẽ giảm chỉ đắp một lớp vải phẫu thuật là không đủ ngay khi định cho cả tay cô vào trong thảm anh chợt phát hiện tay cô khẽ cử động vẫn là bàn tay phải ấy không giật mạnh như lúc cấp cứu tim nhưng thỉnh thoảng vẫn giật nhẹ thật là kỳ lạ Cả cơ thể đều yên lặng, yên lặng như chỉ còn cách cây chết có một ranh giới, ngoại trừ bàn tay này. Nó khiến anh nhớ tới lần nhấp cửu la ngủ gật trong xe anh. Cũng có một bàn tay chẳng nhớ có phải bàn tay này không khẽ dơ lên, không chịu ngủ chung với cơ thể. Nó thể hiện cái gì? Thể hiện cô luôn có cảm giác không an toàn, thần kinh căng thẳng tựa như một con thú nhỏ luôn chạy trốn. Cảnh giác nhìn xung quanh, không thể ngủ yên giấc dù bốn bể đã lặng thinh. Viêm thác vươn tay nắm lấy bàn tay đó của cô. Quả nhiên cũng như lần trước, tay cô và cả người đều lặng xuống. Viêm thác nắm tay cô, dựa vai vào thành ghế, ngửa đầu nhìn chấn nhà và chiếc đèn phẫu thuật trên cao. Tòa nhà này thật yên tình, trong ánh sáng lạnh của đèn mổ, cái bóng của anh xuất hiện thật mơ hồ. Viêm thác nhớ tới bố mình, viêm hoàn sơn. Năm viêm hoàn sơn chết, viêm thác 8 tuổi, mà hai năm trước đó, Mẹ đẻ anh có thể coi là đã chết cơ thể còn tồn tại nhưng cuộc đời chẳng còn nữa. Đối với cái chết của bố mẹ, viêm thác không có cảm giác gì bởi anh được gì lâm nuôi lớn. Với anh cái tên lâm hỉ như này chưa bao giờ dùng để chỉ mẹ anh. Về chuyện hỏi nhỏ, anh chỉ có những ký ức mơ hồ mà còn chẳng phân biệt được đó là ký ức hay do anh tưởng tượng ra. Ví dụ như anh ngờ ngợ mình có một cô em gái, rất đáng yêu, rất xinh đẹp, giọng nói bập bẹ nũng nịu. Mà mỗi khi hỏi, Lâm Hỷ Nhu lại bảo, cháu nhớ nhầm rồi. Anh từng kiên quyết giữ suy nghĩ của mình mấy lần nhưng lần nào Lâm Hỷ Nhu cũng nổi cáu. Vì thế càng về sau anh càng không nhắc tới chuyện ấy nữa và cũng dẫn chẳng rõ rốt cuộc mình có em gái không. Viêm Hoàn Sơn chết vì ung thư. Trước khi chết ông ấy đã ngỡ ngắn rất lâu rồi. Người ngỡm tiêu tụy hẳn đi, hành vì ngốc nghếch bệnh viện đề nghị ở nhà tự chữa vì có đến bệnh viện cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Ông ấy sẽ ngồi canh viêm thác học và cười luôn miệng, cười đến mức cháy cả nước rãi xuống sách vở của anh, có đuôi cũng chẳng chịu đi. Sau mấy lần, viêm thác khóa cửa lại, viêm hoàn sơn sẽ ngồi xổm trước cửa, thỉnh thoảng lại giải thích với không khí, tiểu thác đang làm bài. Ông ấy sẽ thức dậy thật sớm, thu dọn quần áo vào vali rồi lén lút kéo vali đi tìm viêm thác, thì thầm với anh, chuyến xe lửa đêm nay, chúng ta gặp ở nhà ga nhé. Sau đó mỉm cười, vẻ mặt đây hạnh phúc. Viêm thác không biết phải nói gì, cảm thấy cái người thần kinh này rất phiền phức. Sau đó trong nhà còn có thêm một con bé xấu xí là Lâm Linh. Anh không hiểu gì Lâm nghĩ gì nữa, gì đã bảo anh không em gái rồi cơ mà, sao còn rất một đứa về làm em gái anh. Hơn nữa con bé này còn xấu như vậy, tóc tay vàng hoe. Lừa thưa vài cọng, buộc vào chẳng khác gì đuôi heo. Anh hồi 8 tuổi hệt như một quả bom, cũng chẳng rõ lấy đâu ra lắm cơn tức thể. Có lẽ nó đã tích lũy ở trong tiềm thức rất lâu mà anh không biết đó thôi. Cũng may ngoài di lâm ra, những người khác đều là chỗ chút giận của anh. Anh từng đá viêm hoàn sơn, ông ấy phản ứng rất chậm, bị đá một lúc lâu mới ngoảnh lại nhìn anh, vừa nhìn vừa cười ha ha. Anh cũng từng đánh lâm linh, cô chẳng dám tô cáo anh, mỗi lần bị đánh đều tìm xó khóc ngày viêm hoàn sơn chết lâm hỉ nhu dẫn lâm linh đi tiêm phòng nên trong nhà chỉ có mình anh anh còn nhớ mình đang chơi game offline diablo với nhân vật có tên thác Dực cháy anh đắm chìm trong cuộc chạy trốn giết quân địch ở vùng đất hắc ám với mục tiêu trở thành master của chủng tộc anh chọn đang say mê anh bông nghe một tiếng rầm như vật nặng rơi xuống đất trong phòng viêm hoàn sơn Viêm thác dừng chơi bởi tiếng rắm này khiến anh có dự cảm chẳng lành. Quả nhiên sau tiếng rắm đó lại có tiếng chiếc bàn bị di truyền. Viêm thác đi tới xem. Vừa vào phòng đã thấy viêm hoàn sơn đang ra sức bỏ về phía cửa. Cả người co rúm lại, hơi thở dồn dập không đều. Trên gương mặt tiểu tụy nối đấy gân xanh. Dù là đứa bé nhỏ hơn nữa cũng có thể nhận ra vấn đề. Huống chi viêm thác đã 8 tuổi. Anh chạy vội ra phòng khách để gọi điện thoại viêm hoàn sơn vội vàng gọi anh tiểu thác tiểu thác viêm thác lập tức đứng khựng và quay người lại giọng viêm hoàn sơn gọi anh lúc này khác hẳn ngày thường không còn sự ngu dại nữa có lẽ là hối quang phản chiếu để đầu óc ông ấy minh mẫn một thời gian viêm hoàn sơn cố gắng bỏ ra ngoài bỏ đến bên cạnh viêm thác bàn tay co giật nắm lấy cẳng chân anh viêm thác ngơ ngác nhìn ông ấy viêm hoàn sơn ngửa mặt lên cố chịu đựng sự co giật đau đớn trong cơ thể để dặn dò anh, tiểu thác, con phải nhớ. Có một chú Trường Hy, Lưu Trường Hy, chú ấy. Có thể tin được, viêm thác không hiểu vì khi đi cùng Lâm Hỷ Nhu, anh gặp rất nhiều chú như chủ trương, chú vương mà chẳng có ai là chú Trường Hỷ. Viêm Hoàn Sơn nói, tiểu thác, con đừng, học theo bố, bố con vô dụng, là một kẻ vô dụng, con không thể như bố được, nhà họ viêm chúng ta dựa cả vào con đấy. Con tìm tâm tâm về, đoàn, đoàn tụ. Ông ấy chỉ nói được đến đây. Khi chết ông ấy vẫn giữ nguyên tư thế ngửa đầu, hai con mắt đỏ đậm, hai hàng nước mắt chảy xuôi theo khóe mắt. Viêm thác nhìn đèn phẫu thuật, cảm thấy có thứ gì đó ấm áp chảy ra từ khóe mắt. Anh giơ tay lau mắt rồi chợt nghe nhấp cứu la rên rỉ, nước. Nước, cô ấy muốn uống nước à? Viêm thác vội vàng ngồi dậy nhưng nhấp cửu la lại không nói gì nữa khiến anh chẳng rõ rốt cuộc có có từng kêu nước không. Với lại viêm thác không quá chắc chắn người vừa phẫu thuật xong có thể uống nước không. Anh buông tay nhấp cửu la ra, đứng dậy cầm lấy chai nước và tăm bông bên cạnh, thấm ướt môi cô. Trong một phút ngẫu nhiên cúi đầu xuống, anh trông thấy bàn tay kia của cô lại giật nhẹ. Cả hai tay đều đang bẩn, không thể nắm lấy tay cô được. Viêm thác ngẫm nghĩ rồi kéo áo sơ mi của mình ra, nhét góc áo vào trong tay cô. Quả nhiên cô nằm tay lại, không còn cử động nữa. Viêm thác bật cười. Hóa ra cô chỉ cần thứ gì đó để nắm lấy. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. chương 60. Hôm trước Lữ Hiện dốc sức phẫu thuật. Buổi tối lại ngủ trễ nên hôm sau ngủ thẳng đến trưa mới dậy nhưng lúc tinh mơ khi thức dậy đi vệ sinh, xuất phát từ tinh thần trách nhiệm của bác sĩ, anh ta có lượn sang phòng phẫu thuật xem xét tình hình của nhấp cửu la và cho ra kết luận là đã qua thời kỳ nguy hiểm. Anh ta vẫn nhớ khi ấy viêm thác còn cười với anh ta. Khi tỉnh lại lần thứ hai cũng là lúc giữa trưa, ánh mặt trời đang rực rỡ, lữ hiện vừa ngáp vừa mở của phòng ngủ đi ra ngoài. Chào đón anh ta là một mùi thơm lừng của mì ăn liền. Viêm thác ngói bên bàn đang ăn mì, còn chỉ vào bếp bảo anh ta, tôi có nấu cho cậu một phần đấy. Mau lên không mì nở hết. Lữ Hiện vui mừng đáp lại, nhưng vì trách nhiệm nên trước khi vào toilet, anh ta có ghé qua phòng phẫu thuật và lần ghé này đã khiến anh ta hoảng hốt, nóng ruột lao thẳng vào phòng rồi lại vội vàng lao ra tìm quanh khắp nhà. Viêm Thác vẫn ngồi đó ăn mì, chẳng buồn ngẩng đầu lên. Tìm hết một vòng, Lữ Hiện quay về bên bàn ăn, quát anh người đâu? Dù vội Viêm Thác vẫn ung dung nuốt nốt miếng mì cuối cùng còn uống một ngụm nước, người nào? Giả vờ điên dại gì chứ? Lữ hiện rậm chân, cô gái kia. Viêm thác rốt khăn dây lau miệng, cô gái nào? Cô gái hôm qua cậu mang về bằng vali, tối qua còn thức canh cả đêm ý. Viêm thác vo tròn tờ khăn dây rồi ném vào thùng rác, đi vòng qua Lữ hiện vào nhà vệ sinh xúc miệng. Trong tiếng xúc miệng, giọng anh lõm bõm, mơ ngủ đấy à? Mẹ kiếp, lữ hiện mở phăng cửa phòng ngủ của viêm thác ra chỉ vào chiếc vali nằm ngang trên đất cậu dùng cái này nói được một nửa anh ta đành dừng lại vì trong vali đầy ắp quần áo và đồ dùng cá nhân lữ hiện lại nhìn viêm thác anh vẫn đang xúc miệng lấy khăn lau mặt chứ chẳng chịu nhìn anh ta ông dây vẫn không tin lữ hiện thẩm thế trong lòng rồi tìm quanh nhà thêm một lượt nữa không có cả nhà đều không có chắc chắn lúc sáng viêm thác đã dọn hết đi rồi. Những chiếc túi đựng đấy rác phẫu thuật của mình đều biến mất. Rõ ràng tối qua viêm thác đã xách mấy túi đó về mà nay cũng mất dạng. Giường phẫu thuật sạch bong không có lấy một vết bẩn. Người ta thường bảo phụ nữ hay rụng tóc, nhưng anh ta soi mặt đất rất lâu mà chẳng nhặt được sợi nào. Camera, đúng, camera. Lữ hiện sáng bừng hai mắt rồi lại nhụt chỉ ngay, camera thì có nhưng chỉ lắp ở ngoài cửa mà đến cả tóc viêm thác còn dọn sạch thì làm sao có thể bỏ sót camera được. Anh ta nhìn viêm thác mà lòng chưa hết hoảng, sao cậu phải làm vậy? Viêm thác nhíu mày, còn giơ tay sờ chán Lữ Hiện, có sốt đâu mà sao vừa dậy đã nói mê sảng rồi. Lữ Hiện tức tối gạt tay anh ta. Mặt viêm thác tỉnh bơ nhưng trong lòng lại nghĩ, nếu Lữ Hiện có thể tin tưởng thì tất nhiên là chuyện tốt nhưng nếu không thể tin tưởng thì sao? Vẫn nên phòng bệnh hơn chữa bệnh, cẩn thận mới đi được lâu dài, mà mình chẳng thể để sơ sấy bất cứ điều gì nên càng phải cẩn thận hơn cả. Anh lau tay vào khăn mặt rồi vào phòng kéo vali ra, đi đây. Tôi đã bảo A à, bằng rồi, cậu ta sẽ đưa cậu một chiếc điện thoại cũ dùng tạm, khi nào về Tây An thì tới tìm tôi lây cai mới. Lữ hiện ỉu xìu nhìn theo bóng lưng viêm thác, niềm vui mừng khi sắp có điện thoại mới cùng phai đi. Gia đình này, viêm hoàn sơn bổ viêm thác người lập quỹ học bổng giúp anh ta đến trường, có ơn với anh ta nhưng lại mất sớm. Lầm hỉ nhu di út của viêm thác người được anh ta tôn dùng là nữ thần, có gương mặt xinh đẹp, chê chung nhưng lại giao du quanh vùng đất xám. Viêm thác người tưởng chừng bình thường nhất nhưng rồi cùng có khoảng cách và bí mật. Họ đều không phải người bình thường mình có thể chơi cùng lữ hiện nghĩ anh ta lê dép vào bếp gấp từng đùa mì đã nở hết cũng đến lúc suy nghĩ cho tương lai của mình rồi nên để dành ít tiến cũng hy vọng có thể rửa tay gác kiếm lên bờ đúng lúc trước khi công ty này bị soi ra tội nếu không nhờ bị liên lụy phải vào ở sau song cửa sắt thì đến mì nở anh ta cũng chẳng có mà ăn viêm thác đi thẳng xuống tầng hầm bằng thang máy trong hầm chỉ có hai ba chiếc xe mà đều là xe của mình chiếc xe của lữ hiện được anh đậu ở trong góc khuất nhất viêm thác đi tới cạnh xe mở cửa sau ra trước nhấp cửu la quân thâm đang ngủ in ở hàng ghế phía sau bởi vì chiều dài của hàng ghế không vừa vận nên chân cô phải co lại viêm thác bỏ vali vào trong kẽ hở giữa hàng ghế trước và sau coi như tấm chắn để tránh những lúc phanh gấp làm cô ngã xuống sau đó chỉnh lại thảm cho cô ngay khi định đứng dậy anh chợt nhớ ra một việc sờ soạng khắp người một lúc nhưng chẳng tìm được gì. Anh tìm tiếp trong túi đồ ăn mình mua để ở trên ghế lái phủ, cuối cùng móc ra một quả quất nhỏ nhét vào trong tay cô. Anh mua nó để ăn lúc đi đường cho tỉnh táo đầu óc. Mà cô cũng cong ngón tay lại nắm lấy quả quất. Nhếp cửu la ngủ một giấc rất dài nhưng chẳng hề ngon giấc. Thỉnh thoảng đầu óc cô lại bướng tỉnh, có thể nghe thấy những động tĩnh xung quanh nhưng không thể suy nghĩ gì được vì quá mệt mỏi mệt đến mức không muốn nghĩ nữa. Cô chỉ nhờ mới đâu rất lạnh, sau đó là ấm áp như nằm giữa đám lông mềm, sau nữa thì như bơi trên sông, vô số những tiếng xe hoặc vội vã, hoặc chậm rãi, hoặc nhẹ, hoặc nặng lướt qua bên tay, hình như còn đi ngang qua cả cây quất vì mùi hương trong veo mang chút chua chua đó đã kích thích vị giác của cô tỉnh dậy trước cả cơ thể. Khi cô mơ màng tỉnh dậy, trời đã tối trong phòng sáng đèn nhưng mắt cô chưa thích ứng được với ánh đèn nên chẳng nhìn rõ, chỉ thấy loảng thoảng đồ đạc được bày biện trong phòng rất đơn giản, còn khá cũ nữa. Có một người đàn ông đứng ở bên mép giường nhìn cô. Cô không thấy rõ gương mặt anh ta, chỉ cảm thấy vóc người rất cao lớn, che khuất nửa tâm mắt của cô. Nhếp cửu la cảnh giác. Cô nghe thấy anh ta nói là tôi. Giọng nói rất quen tai, nghĩ một lúc cô mới nhận ra đây là viêm thác. Viêm thác à? Người cô lại thả lòng, mí mắt dụ xuống. Dù không biết sau khi mình trượt xuống giếng đã xảy ra những gì nhưng cô có một trực giác rằng viêm thác không tạo ra nguy hiểm cho cô. Vậy là đủ rồi, cô có thể yên tâm ngủ tiếp rồi. Viêm thác nói, cô nhiếp, cô có biết suýt chút nữa là cô đã chết rồi không? Tiếng nói chuyện này thật đáng ghét, nhiếp cửu la nhíu mày vùi đầu vào gối, thế giới yên tĩnh trở lại người cô cũng chìm vào trong bóng tối nhìn cô như vậy viêm thác biết ngay cô chưa tỉnh táo nhưng cũng có thể hiểu được vì dù sao cô cùng là người từng dạo qua cửa tử mà viêm thác ra khói phòng trong phòng khách lưu trường hy đang gọt táo cho anh thấy anh ra ngoài chủ vội đứng dậy làm vỏ tảo gọt giữa lắc lư giữa không trung thế nào phòng phòng hợp ý cháu chứ lưu trường hy nhận được điện thoại của viêm thác lúc giữa trưa viêm thác không nói rõ nguyên nhân chỉ bảo có người bạn bị thương muốn đưa bạn đến chỗ chú dưỡng bệnh một thời gian lưu trường hy đồng ý còn giao hết công việc trong cửa hàng cho nhân viên để chạy về tổng vệ sinh nhà cửa vốn dĩ chủ định nhường phòng ngủ chính lại cho bạn viêm thác nhưng sợ mình ở lâu có mùi nên lại dọn dẹp phòng cho khách còn thay cả chăn đệm mới nhưng dù vậy chú vẫn cứ lo lắng gia đình viêm thác giàu có anh lại được ăn sung mặc sướng từ bé nên chủ rất sợ viêm thác sẽ chê nhà mình quả đơn sơ. Viêm thác đáp, tốt lắm à. Vết thương nặng phải dưỡng bệnh trăm ngày. Nhếp cửu la cần phải dưỡng bệnh, ở chỗ lưu trường hy là thích hợp nhất. Anh nghĩ một lúc rồi bảo, bật lò sưởi không khí sẽ khô, chủ mua cho cô ấy một chiếc máy phun xương đi. Tiến mua đồ cho cô ấy chú cứ hỏi cháu là được. Lưu trường hy máy, máy phun xương. Lưu Trường Hỷ là một người không theo kịp trào lưu, có nghe nhưng chưa từng sử dụng thứ này. Viêm Thác cũng nhận ra điều ấy, thôi để cháu đặt người ta mang đến. Chủ không tiện chăm sóc cô ấy nên tìm giúp châu một cô đến nấu canh bối bổ và gội đầu cho cô ấy. Nếu cô ấy tỉnh thì chú gọi cho cháu. Với cả mấy hôm nữa chú dẫn cô ấy đến bệnh viện kiểm tra tay, tay trái cô ấy bị gãy xương. Lưu Trường Hỷ không nhớ được, vội vàng bỏ quả táo xuống định tìm giấy bút ghi lại cháu nói từ từ thôi, nói từng việc một. Đầu tiên là máy phun xương. Viêm thác cười, chủ đừng gỉ, đến lúc đó cháu sẽ nhắc. Thôi cháu đi đây, mấy hôm nữa có rảnh cháu sẽ đến thăm cô ấy. Chuyến đi này quá vội vàng nhưng lần nào anh cũng vậy nên Lưu Trường Hỷ đã quen rồi. Chú Tiễn viêm thác xuống dưới sân, nhìn anh lên xe rồi mới hỏi, tiểu thác, đây là... Bạn gái cháu à? Viêm thác sừng sốt rồi bật cười, không phải không đến mức đó liêu trưởng hì lại rất vui mừng bao nhiêu năm nay đây là lần đầu tiên chủ thấy viêm thác dẫn bạn đến chỗ chú con người phải tiếp xúc lâu dài mới biết được mà chưa đến mức đó thì cứ tiếp xúc rồi sẽ đến chú thấy cô bé này rất đẹp đời người trôi qua nhanh lắm nếu mẹ cháu mà biết chắc chắn sẽ rất vui cháu không biết đâu lúc cháu còn nhỏ có lần mẹ cháu bảo viêm thác cất lời chủ chủ trường hĩ cháu đi đây. Anh đóng cửa kính lại, khởi động xe. Khu tập thể này đã cũ, con đường rất hẹp nên xe gần như phải chạy sát mép đường. Lưu trường hy dứng đó nhìn xe đi xa, khu tập thể đã có tuổi. Công trình xanh hòa lại được làm rất tốt, xung quanh trông toàn những loại cây xanh quanh năm, mùa đông cũng không rụng lá. Khi gió thổi qua, tán lá rậm rạp trên đầu xào sạc như muốn sảng lọc những mảnh chuyện xưa xuống lưu trường hỉ nhớ tới lâm hỉ nhu khi viêm thác còn rất nhỏ có một lần lưu trường hỉ mang hoa quả tới nhà anh chơi đã nói chuyện vợ con của viêm thác với lâm hỉ nhu lâm hỉ nhu bảo chẳng biết sau này tiểu thác sẽ tìm một cô vợ thế nào có đẹp không chắc chắc sẽ đẹp hơn tôi lưu trường hỉ thốt lên thế thì chưa chắc chị lâm chị là người đẹp nhất rồi vừa thốt ra chú đã đỏ mặt không biết để tay đi đâu Lâm Hỷ Nhu chỉ mãi nhìn viêm thác bỏ qua bỏ lại trên giường chứ chẳng chú ý tới vẻ lạ thường của Lưu Trường Hy. Tôi hy vọng là đẹp nhưng lại sợ cô gái xinh đẹp khó giữ. Ôi, tương lai sẽ biết. Khi Lâm Hỷ Nhu nói từ tương lai chắc hẳn không thể ngờ được mấy năm sau đó mình đã mất hẳn tương lai. Lưu Trường Hy luôn ghi nhớ trong lòng, muốn nhìn, muốn kiểm tra bạn gái của viêm thác thay bà. Sau khi Lâm Hỷ Nhu xảy ra chuyện, Lưu Trường Hy không còn xuất hiện ở gắn viêm thác nữa mãi tới năm anh 20 tuổi phải đưa một món đồ cho anh. Đây cũng là lời dặn dò của viêm Hoàn Sơn mắc bệnh ung thư năm nào. Ông ấy bảo, Trường Hy à, việc này nhờ chủ nhé. Chú đừng đến tìm nó sớm quá, đợi nó trưởng thành, suy nghĩ chín chắn rồi hàng tới. Nếu nói ngay khi còn nhỏ, nó sẽ không kiểm soát được cảm xúc, dễ gặp rắc rối. Còn nữa, chú phải để ý, xác nhận nó còn là đứa ngoan ngoãn đã. Nó được ả à ta nuôi lớn, ai biết có đồ đồn ra không? Viêm thác năm 20 tuổi đang học đại học, là người có tiếng trong trường vì gương mặt đẹp trai, gia đình giàu có, là đối tượng yêu thầm của rất nhiều nữ sinh. Lưu Trường Hy còn nhớ khi đó anh đã có một cô bạn gái, rất xinh đẹp, rất trắng trẻo, nghe nói là hoa khôi trường. Thật sự còn đẹp hơn cả Lâm Hỷ Nhu. Liêu Trường nghỉ còn tưởng cô bé đó sẽ sát cánh bên viêm thác tới cuối đường. Ngờ đâu họ lại chia tay ngay sau đó, ngay sau khi chủ đưa món đồ kia cho viêm thác. Viêm thác chạy xe đêm, về biệt thự của gấu đen ở Tây An lúc nửa đêm. Mới đầu anh còn tưởng gấu đen sẽ không ở nhà, mà phải ở nông trường trong thời khắc quan trọng này. Ai ngờ lại thấy xe của gấu đen trong ga ra, tìm viêm thác đập thình thịch, trong cốp xe của anh còn đang nhốt Trần Phúc, nếu cứ đậu xe ngay cạnh xe gấu đen thì quá là vơ vẫn tuy nói nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất nhưng để gần thể anh không yên tâm. Với lại ai biết được mùi gấu đen có thinh không? Viêm thác lại chạy xe ra ngoài bãi đậu xe ngoài trời của khu biệt thự dối đi bộ về. Vào trong tòa nhà, anh đang định bầm thang máy thì lại thấy thang máy đã chạy từ tầng 3 xuống. Viêm thác trốn ngay vào góc tối gắn đo. Cửa thang máy còn chưa mở đã nghe tiếng gấu đen, alo. Alo, đang trong thang máy. Tiếp đó gà bước ra ngoài, vừa này sóng yếu. Cái gì, còn chưa tới à? Mày không gọi điện thoại cho Trần Phúc à? Thế Hàn Quân thì sao? Gọi chưa? Bỗng dưng nghe thấy hai cái tên này, tim viêm thác đập thật nhanh. Anh không dám thở quá mạnh, tiếp tục lùi vào sâu trong góc khuất. Không gọi được á, à? cả hai đều không gọi được à. Trong tầm mắt của viêm thác, gấu đen đang đứng quay lưng lại phía anh giơ tay lên gãi đầu chắc là đang trên đường đi rồi. có phải một ngày là đến được ngay đâu khi nam ba đâu. trên núi sóng chập chờn, không gọi được là chuyện bình thường. chờ đi. nói rồi gà cúp điện thoại, còn chửi thêm, thằng ngu. có nào để làm gì? không biết nghĩ à. đợi gấu đen đi rồi viêm thắc mới thở dài đi thang máy lên tầng. nghĩ tới câu không biết nghĩ à của gấu đen, anh vừa tức vừa buồn cười nhưng rồi lại thắc mắc bình thường gấu đen luôn kè kè theo Lâm Hỷ Nhu gấu đen ở đâu, Lâm Hỷ Nhu cũng có mặt đó. Mà sao bây giờ bọn họ lại ở trong biệt thự nhỉ? Thang máy chạy nhanh đến tầng 3, cửa thang máy vừa mở, viêm thác đã nghe tiếng khóc nức nở của Lâm Linh, cháu không muốn. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.